Thường đó thì cái gì? Ừ. Chú sĩ đi lèo. Ở nè. Cả dân rộng cái chế bà kì. Dạy về đủ tiền đã chế bì nà. Ở nè. Trong bà tần trở lê kì tuyến. Sàm bà chế bà gấp kì tuyến. Thả chì mà chú kì tuyến xế chì. Đã cháu bè sàm chế xung mì bà chết bà. Thì nàng lo nè đã. Nhi bà gấp kì tuyến đi bà rè. Gấp kì tuyến thì lèo. Lobyondo mo yurwe kondo chidar chawata, lobyondo kyurne ene chidar chawasa chiki tunze nyiyobse. Ti nalo ne da tangbo, lobyondo mo yurwe kondo chidar chawatelaya, nase tunze sum. Chiri lobyondo soandewe su, ene chedado kimba da serbole chidar chawa. Tene pinzu yi chewe tindu dreba dawa cheche, da tunze sumiyab dosimre. Da ti nalo ne, Tariqas bhava diye tuanze sumba dhreba dhava diye mara, pinzu yi chebe tuan dhreba dhava saade. Da pinzu yi chebe tuan dhreba dhava tela yaabe naasaya yewa chebe ina, dhreba dhava gobe singi da, ane, dhana singi barda, dhreba dhava gobe gyunzen da, ane, singi chebe, namba nyi yewa chebe. Tā tēne dhreba tāgwewe gyōnzhēn tēlā yā, kārsa, wārē, dhreba tāgwewe gyōnzhēn tā sīnyi chīyé wachē. Tēne nyo sān tā tī nān tāngbō tēn dhreba tāgwewe kē tā gyōnzhēn wadā pachī nīma chā, sām chā kato dhreba tāgwewe gyōnzhēn. Ān jē zhōng kāpa chīmē dhreba tā chēwa yīne yā, ānē kārsa. Kazan shudayaki, kashura, lama din zun dor tenpa da gyabar sheba sayachi, nyi yon di yorwa. Da di nalwa ne, lama din zun dor tenpa tela ya, lama la kubar chawe teba che, kubar dhubi su, kubi yu da ten takwa se che, da toshiye dhibi toshima re. Da di nalwa ne, da tambu, kubi yu da ten takwa, da tiringa suwaba di sumba, kubi yu da ten takwa chadi yorwa. Kera ya nansi ki yewa, nyi yewa che, pin zun da kubi gyunzen. Tā nē pānglā chāwē chū, chē chē nāmbā nī yuwa chē, tā tī nāmbā tāmbō pēnsū tā kūwē kyun zhēn tē yuwa chē. Tā tē lē yā, pēnsū tā kūwē kyun zhēn tē, sī chē tē tā tē rī tō wā. Lāma tā nē, lāma tā, tsūṅ pā rā tāṁ zhē nyam chē bē, nyam gyur bē, bā yu tāmbō lō bē ndā, lō mē chē bā tā kūrā chā sī. Tā tīki pēnsū tāgōwē gyōnzhēn tē tēmē imbrē. Wāyā, tēntō wūshē. Tā tēshē yunzhēsāng, tā kāsāngwōmā shūwēnā, tā kāsāngwōmā ngāzhē kārē. Tungguan zhixi zhimei yuwa ge long chang xie ne, kacang ma. Tungguan zhixi zhimei yuwa ge long chang xie ne, gar shubir sanam. Ani gansa kaxie gar lagur sanam. Nga nyamne xiebe gabli ya, nga ge zi wangchu long sum shu se ge, lamam lobyon di, ani da, kandiji gore slavi na da, tendang rabu kandiji slavi na, Ani gyu ga nanglo le ya, gyu ga nanglo ne, lobyon yun de lang cha de gyue ne nam ya mingba nyi. Ani xie suwa dang, dang na xie wangu cho dup doji ki lobyon la so be ki ba ya long chang xie ne. Ani lama la ya gyue da den me den, da lama di chen, zingi da den ba yin ma yin dinde ka ba da zi xie wu ma res. Da zi xie wu ma re, yun den ba xi yin ba song xie ne, ani lama la ya den xia na. Dhigarayas, lama la tenshayana, ane baya jisung dhumna, ane dhigarayas singhendide yongdiyawarayas. Yinaya taati kichatiri shayadi, ane shengendisu sangaga lama tinsu mishayabayaki, ane da kashwaya lumbu, lumbu dhubshirayas. Sangaga lama tinsu mishayabayaka taarayas. Kichatiri shayadi. Sangaga nalwa laya,
An tangpo chik sangha le ya, shubhe kabri ya, tangpo chik sangha ge, cha wang shwe lung sum shu se ge. Ta tindwe ka lama ti, tsingi da tenpa chik yin ma yin, ta chik che kwa ya de, sangi ge korang ge, ta somar ba, ta tenpo dozi shangi, sewa sung yo aris. De sung yo ba tiya, an tada nga an suyo ge, ta lama ngob chubi nama suma ten shingi, nyin ji me jin chola du la soba, tindwe ge be lung chang che ne. Lama da ka lo. lamang karsa ngab zhubi nana sumba dan xingi karsa di dungu dha zhe zhime yu nana wala di lung chang na yu duwa yin zhibi zhi chola duwa sabba di lung chang xe ne lama ma dian bhe kong la ya ane da zhe che guwa di kye xin bu yin ba zhambu ma xe bhe ka na jik lama la ya dian si ne kyang dian ca we je la ya ane lama di cingi da dian ba jik ma yin ba xe bhi na ane de la ya su su ki cik nyenpo tang, ane cik nyenpyo yu ki kuwa ne, rwa. Kisi nyenpo xie yang, lamsang pe, kyorang pe te, cik nyenpo re mendo xie, lamsang te xie yao. Nol la soba, kaxie xie, vyuwa ro to to su pyu xie, ane lama do to xie, tung guwa ro xie xie, ane tab kebyo yu kuwa ne, pa, yang xin xie. Tab kebyo yu kuwa ne, ane, karin boli xie. Xin tiếp tục lời của ngài Ya yin che le mu tin ju gyu yo ma re se je sung yo res giảng. Con xin tiếp ke tục lời sa của ngài giảng lama là la giờ con bị mất sóng. ma den be kon la da lama la ta je che ge ba xie ma go ba che lama la ten sa we je le yin ya lama di xin yin de Và ma trước mei khi ba mà chúng ta yin ba nương ra tựa xe bi về na đại sư thì mình đã an de le ya chi kiểm ta ke chứng bi vị go thầy ne của mình, và sau khi kha ri go ba che nương tựa về đạo sư cũng vẫn che phải lama la ta chứng chi yin và vị thầy của mình. mu tin ji je su ju gyu yo ma re sung yo Nếu như mà Thế vị rồi thầy kế sĩ ta chơi có chế một ngu cái ngu lỗi chế lầm gì đó Anh ấy thì hãy tránh xa, ở xa thiện Sang xảo, kế sung quả rồi kìm xe yò mà rồi Wow, thiện kìm xe xảo kìm mà xe nè xa vị thầy Ta của chơi mình quả rồi chứ kìm đừng xe có yò tí phỉ báng. Cả Cho ta nên là dù Kìm làm xe gì yò thì nào rồi trước sung tiên hãy kiểm chứng bậc thầy của mình là cái điều rất là quan trọng. Ta yên nè ngà chú lê á chú thọc bà rùm dì dì yóng xì gà rùm bà ta Ta thọc bà rùm khani ta ta chơi quả rồi lập dì xa nè Ngà chú lê thọc bà dì dì yóng xì gà rùm bà Ngà chú lê Cái ta vấn ta đề chơi mà chơi chúng ta lá cần chì phải nè suy ngẫm ở Nè đây đó là khani gì? Đó chính là xin yu cái việc mà Quên là mình yên đến đi xong ngà chú Xin kì kì lì á chơi lì quà Yáng là xin kì kì lì kiểm chơi chứng yáng vị là thầy của xin mình là lúc Ngà nào chú lê chú mê chì mình xì có thể xì thấy rằng là xì 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 nếu như mà xì mình có thực sự xác xì quyết được xì xì cái tốt xì của vị thầy và xì cái xì lỗi lầm của mình hay không, hay xì là ví dụ một cái đối phương nào đó mà mình thấy được cái tốt và cái xấu của họ hay không, đích thực hay không, hay là chỉ vì cái vọng tưởng của mình, hoặc là nhờ cái hình tướng của cái hình tướng ở ngoài của vị thầy mà mình lại đánh giá như vậy. Cho nên là cái phẩm hạnh đúng đắn, cái phẩm chất tốt đẹp của vị thầy ở bên trong mình có thấy được không, hay là mình chỉ thấy được cái hình tướng ở bên ngoài thôi. Nên đôi lúc thì cái hình tướng nó sai, nó khác so với cái phẩm chất ở bên trong. Thỉnh thoảng thì các vị thầy cũng sẽ đưa ra những cái tướng rất là không có đẹp bằng cái phẩm chất ở bên trong của họ. Nên là hoặc là chúng ta có thể nhầm lẫn các cái sự sai lầm vì cái mình thấy cái hình tướng thân khẩu ý ở bên ngoài. Cho nên là hay là mình chỉ thấy được cái sai của vị thầy, hoặc là cái lợi ích, cái phẩm hạnh tốt đẹp, hay là mình chỉ nhìn cái hình tướng bên ngoài. Cho nên là đúng như một cái phẩm hạnh, phẩm chất tốt đẹp của một người, cái lỗi lầm của một người thì đối với một cái đối tượng ở bên ngoài, một người khác, để khó mà đánh giá đúng cái hình tướng của một vị thầy. Nên nếu như mà cái phẩm chất tốt đẹp và cái không tốt của cái một đối tượng nào đó mà một người khác có thể nhìn thấy được, chúng ta có thể thấy được hay không, rất là khó. Nếu như vậy, nếu mà có thể thấy được thì nó trái ngược với lời của Phật dạy rằng là chỉ có những người cùng với ta, hoặc là cùng cái địa vị của ta thì mới có thể thấy được cái đức hạnh của ta. Còn đối với một cái người
ngoài khác thì không có cùng một cái phẩm hạnh, cùng một cái sự chứng ngộ tương đồng với nhau, thì rất là không có thấy được cái hạnh phúc, cái hạnh phẩm hạnh tốt đẹp của người khác. Cho nên là qua cái lời của Phật dạy thì chúng ta thấy rằng là đối với cái hạnh nguyện hoặc là cái phẩm hạnh tốt đẹp của một người khác, hoặc là cái phẩm hạnh không tốt của một người nào đó, để một người khác họ chứng kiến hoặc chứng minh, họ có thể thấy được, kiểm chứng được thì rất là khó. Cho nên là nếu như mà đối với một người nào đó mình thấy cái người nào đó tốt hoặc đẹp, mình có thể đánh giá liền thì mình là quá là tự cao và tự mãn rồi. Nhưng mà mình quyết định như vậy thì đó là một cái điều cực kỳ nguy hiểm. Nên là Phật nói rằng là nếu như không phải là cái người đồng bậc với ta thì không thể nào chứng hoặc là biết được những gì mà ta đã biết, có nghĩa là không có tha tâm tông. Nên nếu như mà không cùng đồng bậc với Phật thì không biết được tâm của Phật, cho nên không cùng đồng bậc cái sự chứng ngộ đó của bậc đạo sư thì đó là không biết được cái tâm hạnh của một cái đạo sư. Cho nên cũng bên tiếng Trung Quốc, tiếng Trung Quốc trong tiếng Hoa thì có bộ luận của ngài Long tiếng Hoa dịch là nên là luận giải về Bát Thiên Tụng và về trích trong được trích trong được trích trong tứ phần luật. Thì khi mà nói về cái mà câu chuyện của vua Ajatasattu, nói rằng là về vua Ajatasattu, ông là một ông vua cho nên rằng là là con của vua Tần Bà Sa La, vua Sa Thế là con của vua Tần Bà Sa La, mà nếu như mà cái lúc mà ông còn nhỏ xíu, ông vẫn người ta nói rằng là ông biết được rằng là ông sẽ trở thành một cái vị vua và có thể trở thành một vị vua, cho nên nếu như mà lúc mà vị thái tử này còn không có được mà là ăn hiếp vị này, trong tương lai ông sẽ trở thành một cái vị vua. Hoặc là cũng ví dụ như là một con rắn nhỏ nhỏ, con rắn độc mà nó còn nhỏ xíu đi chăng nữa, tương lai nó vẫn có cái nọc độc ở trong đó, nên nó không thể nào thông thường với con rắn rắn độc nhỏ xíu đó. Hoặc là cái ví dụ thứ ba đó chính là, hoặc là mình cũng không thể nào khinh thường một cái đốm lửa nhỏ nhỏ xíu, bởi vì nó có thể gây cháy cả một cái đám rừng. Cho nên là cũng ví dụ như là đối với một người đối với một vị tu sĩ, một người mới tu mới xuất gia đi chăng nữa, một người mới thọ giới xây gì cũng bình thường, bởi vì tương lai họ có thể đắc được thánh địa thánh quả, hoặc là cũng có thể đắc được một cái quả vị nào đó cao siêu mà có thể dùng thần thông đắc lực. Cho nên là mình không được khinh thường, cũng không có được gọi là nhìn họ với cái phương diện không tốt. Và chính vì vậy mà đối với một con người bây giờ, chúng ta không thể nên khinh thường đối phương, cũng không nên coi thường bất kỳ một cái người nào. Nên là mình thấy bất kỳ một cái đối phương nào đó thì cũng không khởi cái tâm khinh thường họ ngay lúc đó, bởi vì đối phương đó họ đã có cái
phẩm hạnh như thế nào, họ có cái năng lực gì chúng ta hoàn toàn không biết, hoặc là họ có phải là một vị Bồ Tát hay một vị Phật được hóa thân hay không, mình cũng đâu biết đâu. Cho nên bây giờ cái mà chúng ta cần phải thấy đó là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy là người này, mình thấy họ là một cái người nghèo hèn, thấp kém, hoặc là ăn nói không chuẩn mực kia, có thể trở thành có gì để ăn, cũng không có quần áo gì để mặc. Đó là cái mình thấy, nhưng mà cái tương lai họ có thể trở thành giàu có, hoặc là có trở thành một vị lãnh đạo, vân vân. Thì cái đó mình đâu có biết được, cho nên là mình nhìn người mà không nên khinh thường họ. Cho nên là đối với những cái người mà mình gặp thì cũng không nên nhìn cái khuôn mặt họ, hoặc là nhìn những gì mà họ ăn mặc đẹp đẽ này kia, mà mình có thể đánh giá họ trên một cái phương diện khác thì không nên. Nhưng mình nghĩ đó, những người đó là những người có tiền, rồi những người mà nghèo, hoặc là mình nhìn ở cái phương diện họ rất là giản dị, đơn giản, nhìn họ rất là không có xe xua, thì mình nghĩ họ là nghèo, không phải như vậy đâu. Cho nên mình không tên nhìn như vậy. Có thể là cái người mà mình nghĩ họ giàu đó, thực ra họ không giàu, của những người nghĩ họ nghèo như vậy, thực ra họ không nghèo. Nên là cái khi mà mình có thể thấy rằng là, ví dụ như cái người mà mình thấy họ nghèo đó, có thể đi vào trong những cái chỗ mà mua hàng hiệu hàng quần áo, hay mua sắm một cái gì đó, hay làm một cái việc gì đó, thì họ sẽ mua những cái đồ món hàng hiệu. Cho nên là người ta khuyên rằng là đối với những người mà doanh nhân hoặc là buôn bán thì không có nên khinh thường người khác qua cái vẻ bề ngoài, bởi vì rằng là có thể là nhờ những cái người mà có nhìn người mình nhìn mình tưởng họ nghèo, họ có thể mua được những món đồ mắc tiền của mình. Cho nên là đối với người khác ở trong trong dòng tâm thức của họ, họ đã chứng ngộ được cái gì, hoặc có những cái phẩm hạnh như thế nào, phẩm chất tốt đẹp như thế nào, thì đối một người khác sẽ không bao giờ nhìn thấy được, đối với người phàm phu thì sẽ không có thấy được cái vấn đề đó. Cho nên rằng là những cái sai, cái phẩm chất tốt đẹp và không tốt đẹp của một người đối phương, thì nếu như mà họ nương nơi có người nói rằng là những cái gì phẩm chất tốt đẹp và không tốt đẹp của một người nào đó, họ nương vào thân khẩu ý của người đó mà có thể thấy được, đúng không? Mà thật ra là không. Nếu như mà mình nhìn vẻ bề ngoài, thân khẩu ý của một người nào đó mà mình đánh giá trong phẩm chất tốt đẹp và không tốt đẹp của họ thì chắc chắn là không được, bởi vì rằng là những cái phẩm hạnh tốt đẹp đó nó không thể nào hiển gọi là không nào thể hiện được hết qua cái thân khẩu ý. Đối với một người mà có thể là họ sẽ không có cái họ không có tham, nhưng mà thể thiện tham, mà không có tham mà không thể tham, cái việc mà đôi lúc mà nó có cái sự nhầm lẫn ở trong đó, mà mình không thể nào gọi là nhìn nhận ra được. Hoặc là mình nghĩ rằng là có những người họ cái nhìn cái phong cách bên ngoài cực kỳ tốt, nhưng mà thực ra thì trong bụng của họ điên thui, mình đâu biết đâu. Cho nên rằng là nếu mà mình đánh giá một người qua cái sự thể hiện ở bên ngoài, hình tướng, thân khẩu ý, thì mình nói rằng là người này như thế này, người kia như thế kia, thì cái điều đó rất là khó để mà xác quyết như vậy. Cho nên rằng là từ cái hành động sơ lược qua thân khẩu ý, nhưng cái lối sống của họ, cái cách mà họ hành động, thì mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ đánh giá được một người nào đó.
Mình có thể kiểm chứng họ qua cái cách rằng là mình nhìn những cái hành động từ thân khẩu ý của họ để mà mình cứ kiểm chứng qua lại, kiểm chứng rất là lâu. Thì từ cái việc mình kiểm chứng lâu dài đó thì tự nhiên những cái phẩm chất tốt đẹp nó tự nhiên nó lòi ra, hoặc là những cái phẩm chất không tốt đẹp tự nhiên nó sẽ xuất hiện trong những cái hành động thân khẩu ý đó, thỉnh thoảng nó sẽ xuất hiện, cho nên lúc đó mình có thể bị kiểm chứng được. Cho nên chính vì vậy mà đối với một người nào đó mà mình có thể đánh giá họ như vậy, họ như thế này, như thế kia, nó giá liền ngay lập tức thì không được. Nếu như thực sự mình có thể thấy được cái tư tưởng của đối phương thì mình phải kiểm chứng họ qua tám tám cái hình tướng, tám cách là tám cái hình tướng, đó là trong luật chạy là từ gọi là 100 cái hành động để kiểm chứng một người qua cái hành 100 hành động. Cái thứ nhất đó chính là qua cái hành vi của họ, cái thứ hai là qua cái phạm vi của họ tiếp xúc, cái thứ hai là qua cái hành vi hành động, cái thứ nhất là qua hành vi hành động này. Cái hành vi của họ này, rồi cái thứ hai là qua cái phạm vi mà họ tiếp xúc, là có mối quan hệ của họ như thế nào, là mình phải coi phạm vi mà tiếp xúc của họ. Cái thứ ba đó chính là coi những cái người bạn bè của họ. cái thứ tư đó chính là cái thứ tư đó là đánh giá những người bạn của họ. Rồi cái thứ năm đó chính là cái lối sống về thân khẩu ý. Và thứ tiếp theo đó chính là gọi là cái coi cái xúc cảm của họ, cái cảm xúc của họ nó như thế nào. Cái tiếp theo đó chính là coi cái lời nói của họ như thế nào. Có những người thì họ rất là thích nghe tầm chuyện tào lao, những cái chuyện không có đúng chánh pháp, họ thích nghe những lời thị phi lắm. Cho nên rằng là đối với một cái người mà mình muốn tìm hiểu một vị đạo sư của mình như thế nào thì cần phải có cái sự kiểm chứng giữa mình và người thầy của mình. Chứ không có một cái tâm rất là gọi là nhìn một cái nhìn bao quát, chứ không phải nhìn giữa cái lỗi của người thầy không để mà bắt lỗi người thầy, hoặc là bỏ qua đây những cái ưu điểm thì cũng không được. Bởi vì con người á, không có ai mà hoàn mỹ hết, tất cả mọi người đều có cái tốt và có những có tất cả đều có cái tốt và có cái xấu. Cho nên rằng là mình phải coi là cái nào nên cân nặng nhẹ giữa hai bên. Cái phẩm hạnh mà không tốt, những cái điều mà không tốt ở người thầy của người khác, thực ra chúng ta không thể nào thấy đúng, thấy một cách đúng đắn và thanh tịnh. Nếu như một người nào đó mà không có bất kỳ một cái lỗi lầm nào đó, thì đó là mình gặp được một người nào đó mà không không có bị lỗi lầm đó, thì chúng ta thực sự là phước đức. Cho nên rằng là nếu như mà mình gặp một cái đối phương nào đó mà mình muốn xác định một cái mối liên hệ lâu dài, hoặc là từ nhận một vị đạo sư kia, thì cũng cần phải kiểm chứng qua tám cái phương pháp khác nhau. Cho nên là tất cả mọi việc
hay là mọi cái quyết định của mình đều phải cực kỳ cẩn thận, chứ không phải là một cách hấp tấp hoặc là ham thích cái mới. Cho nên là cũng đừng có vì những cái hành động nhỏ xíu của vị đó đưa ra, vị đó thể hiện ra mà mình bám chấp vào đó là hay là đúng. Cho nên là đó là cái mà chúng ta cần phải kiểm chứng. Đó là cái trong trong luận trong kinh dạy là làm sao để mình có thể kiểm chứng vị thầy của mình, vị đạo sư của mình như thế, trong kinh điển dạy như thế nào. Nên là nếu như mà một vị người đệ tử mà quyết định nương tựa một vị đạo sư và đi theo một vị đạo sư đó, thì bắt buộc mình cần phải kiểm chứng là mình có đủ khả năng đi theo vị thầy đó hay không, hoặc là mình có đủ khả năng là phụng sự cho vị thầy đó hay không. Cái cách mà mình kiểm chứng đó là gì đó? Phải dùng cái trí tuệ của mình xem người thầy có bi trí dũng hay không, gọi là có được trí tuệ hay không. Và cái người đệ tử mà kiểm chứng vị thầy của mình cần cần phải có trí tuệ, chứ không phải là trong vô minh mà kiểm chứng vị thầy, không phải là cái mê tín mà kiểm chứng vị thầy, mà cần phải có trí tuệ và có bát tập thì mới kiểm chứng một vị thầy, và nương vào trí tuệ của mình và nương vào hành động của vị thầy để kiểm chứng. Cho nên là người mà có trí thì người có trí thì sẽ phải coi rằng là cái hình tướng của vị thầy có tốt hay không, là cái lời nói của vị thầy có tốt hay không, cái hành vi của thầy có tốt, xem xét cái động cơ của một người thầy có thanh tịnh hay không. Rồi những cái người mà liên quan tới cái vị thầy của mình, cái những cái đối tượng đó là có tốt hay không tốt, những người xung quanh. Cho nên là cần phải kiểm chứng, nếu mà không kiểm chứng mà chứ không kiểm chứng mà lại hấp tấp quyết định thì không được, mà nên phải coi đặc biệt là cái động cơ, cái động cơ là cần phải chứng. Cho nên là một người đệ tử nếu mà cho nên là đối với một người thầy cũng vậy, một người thầy mà muốn chấp nhận một người đệ tử thì cũng cần phải coi xem là cái động cơ của người đệ tử như thế nào, cái mục đích của họ học pháp để làm gì, và tại sao mình phải cần mình phải kiểm chứng lẫn nhau. Có nghĩa rằng là nếu như mà trong thế gian, bởi vì sao, bởi vì là hầu hết ở trên thế gian này đó thì cái tâm mà bất tịnh, cái tâm mà không trong sáng của con người rất là, có nghĩa là họ cứ nghĩ rằng là nương tựa một vị đạo sư mà không cần phải kiểm chứng một vị đạo sư, những cái ý nghĩ không thanh tịnh mà, rồi không cần phải tu, không cần phải cố gắng và không cần phải nỗ lực này kia thì cũng có thể đạt được qua vị, như cái kiểu của họ giống như là một vị, giống như ý của họ giống như một vị vua vậy đó. Cho nên là chúng ta cần phải phòng 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 bị và chế ngự, nếu là cái động cơ không thanh tịnh giữa một trong hai, mà cái động cơ thầy có động cơ không thanh tịnh thì họ cứ nghĩ rằng là tu thì không cần phải cố gắng, không cần nỗ lực vân vân, thì sẽ đắc được nương tựa được một vị thầy, sẽ nghe đắc được cái quả vị nào đó vân vân. Họ cứ chủ quan và ỷ lại cái sự mà giúp đỡ của người thầy chẳng hạn, như vậy thì đó là một cái động cơ không thanh tịnh. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta cần phải có cái sự kiểm chứng,
cho nó kiểm chứng đó. Mình qua cái kiểm chứng thì mình có thể còn xem mình thấy rằng là họ cái suy nghĩ của họ có thanh tịnh hay không, cái động cơ của họ có thanh tịnh hay không, rồi hẳn nương tựa lẫn nhau. Vị đạo đó là cái cách mà một vị đệ tử nương tựa một vị thầy. Nên còn tiếp theo, vị thầy mà kiểm chứng một vị đệ tử thì cũng vậy. Trước khi mà nhận một người đệ tử cũng phải kiểm chứng rằng là đây là một cái người đệ tử, có nên nhận cái người đệ tử này hay không, có nên là kết nối cái mối liên hệ thầy trò với cái người đệ tử này hay không. Nếu như mà mình nhận cái vị đệ tử này thì mình đem lại lợi ích gì giùm cho họ? Bởi vì nếu như mà không có kiểm chứng á, thì nếu mà người thầy mà không kiểm chứng người đệ tử thì vì sao? Vì rằng là ở trên thế gian này cái hạng chúng sanh mà cái tâm nó không thanh tịnh cũng nhiều. Nếu như mà mình không kiểm chứng một người đệ tử thì người đệ tử cũng có thể là bị gọi là bị cái sự thảo mai, là sự ngon ngon ngọt, hoặc là nhìn cái hình tướng bên ngoài mà họ có thể khởi những cái động cơ không thanh tịnh đối với vị thầy. Nên trên vì vậy mà người thầy còn phải kiểm chứng xem người đệ tử của mình có phải là một người học, có một cái gọi là pháp khí để học cái pháp hay không, rồi có một cái động cơ trong sáng để nương tựa hay không. Cho nên chúng ta cần phải kiểm chứng là vậy. Nếu như mà một người đệ tử mà không có một cái động cơ thanh tịnh thì người thầy này cũng không nên nhận người đệ tử này. Nếu như mà một cái mối liên hệ giữa thầy trò mà không thanh tịnh đó, thì cái sự phát thệ nguyện giữa cả hai nó đều sẽ bị suy thoái. Nên là cả hai đều bị suy. Giữa thầy cũng bị tuy cái gọi là giảm đi cái lời thệ, bị tổn đi cái lời thệ nguyện, và người đệ tử cũng bị cái lời thệ nguyện nó bị chính vì vậy mà chúng ta cần phải kiểm chứng, chứ không đem, nếu mà không kiểm chứng thì đó là cái nhân giữa cả hai sẽ đi xuống đường. Nếu như mà người thầy cái suy nghĩ và cái động cơ của người thầy không thanh tịnh thì không nên tương tự cái vị thầy đó, mà nếu mà người đệ tử mà cái suy nghĩ và cái động cơ của người đệ tử không thanh tịnh thì người thầy sẽ không nhận cái vị đệ tử đó. Dù nếu như mà một trong cả hai người mà không thanh tịnh thì chắc chắn rằng là đó là cái nhân để mà đưa cả hai xuống địa ngục. Khi mà mình nương tựa một vị đạo sư, mình thấy nghĩ rằng là mình muốn nương tựa cái vị đạo sư như thế này. Mình muốn nương tựa một vị đạo sư như thế nào, mình cần phải đưa ra một cái suy nghĩ trước, một đưa vào cái định hướng trước. Không phải tất cả mọi người đều giống nhau đâu. Nên có một số người thì họ cần một người thầy, một người đạo sư có một chất tu ở trong đó, hoặc là có cái sự gọi là nghiêm khắc ở trong đó. Hoặc là cũng có một số người thì họ chỉ cần nương tựa một vị đạo sư không quá khó khăn, không quá nghiêm khắc mà dễ tính một chút xíu. Ví dụ như là trong ở ngoài thế gian thì chúng ta thấy rằng là có một số người đi tìm cái người bạn đời của mình, là người người yêu của mình, là người bạn đời của mình, nên mình thấy rằng là có một số người thì cái mục đích họ đưa ra khác nhau. Tôi cần một người đẹp, hoặc là tôi cần một người siêu mẫu, hoặc là cao ráo, hoặc là tôi cần một cái mối quan hệ lâu dài, hoặc là
là bất kỳ một cái mong ước nào đó mà họ muốn thì dựa trên cái điều kiện mà họ đã đưa ra, họ đã đặt ra đó, họ sẽ đi tìm cái người mà cùng với cái ý niệm của họ. Cho nên rằng là cái động cơ và cái ý định đó, nó cực kỳ quan trọng. Nên mình hãy xem rằng là cái động cơ đó nó có cái những cái hành động mà người khác làm nó có trùng với cái động cơ mà mình tìm kiếm hay không. Cho nên là nói tóm lại thì là cái động cơ là cái điều rất là quan trọng. Ngài Trật Vai Kiệt Sinh, nếu mà dựa vào cái theo cái quan cái tổng mục của ngài chị Trọng Quan Kiệt Sen thì nó cũng giống như hồi nãy giờ chúng ta đang trình bày thôi. Nếu như mà mình không có kiểm chứng trước khi mình nương tựa bất kỳ một vị thầy, thì cả thầy và trò đều sẽ bị suy hoại cái thệ nguyện của mình. Cho nên là ngài chị Sung Công Bà, ngài Debussy, ngài cũng dạy rằng là đối với cái việc mà cả giữa thầy và trò trước khi mà nhận nhau là nhận thầy và nhận trò thì cần phải kiểm chứng giữa cái điểm tốt và cái điểm xấu. Cho nên là khi mà mình cần phải kiểm chứng thật là cẩn thận trước khi mình nương tựa vị đạo sư, là vị đạo sư cũng cần kiểm chứng cẩn thận trước khi mà nhận một người đệ tử. Cho nên rằng là để mình coi, để xem rằng là người thầy phải coi xem cái người đệ tử đó có phải là pháp khí hay không, có thể thực hành được cái pháp mà mình dạy hay không, là có khả năng tu tập với cái những cái lời dạy của người thầy nói ra hay không. Nếu như mà một người đệ tử mà không có khả năng tu tập về mật thừa mà người thầy truyền pháp mật thừa thì cái tội này lập ở trên cái vị thầy. Còn nếu như mà vị thầy mà truyền nhận cái lời dạy của một vị đạo sư mà không thực hành được những cái lời thệ nguyện ở trong đó thì là cái tội là của vị đệ tử. Cho nên đối với thầy và trò nó đều mang hai cái tội, cho nên là không phải là tội, không phải chỉ một mình người thầy, cũng không phải mình người trò đâu. Cho nên là tội nó sẽ nằm ở cả hai luôn, giữa thầy và đệ tử, đạo sư và đệ tử đều mắc lỗi. Cho nên là mình cần phải kiểm chứng rất là cẩn thận giữa thầy và trò. Nên coi cái thầy, cái đệ tử đó có phải là cái pháp khí hay không, ở cái nơi mà để cho pháp trụ hay không, giống như là một cái đồ đựng thức ăn, ở cái tô hoặc là cái son thức ăn đấy, mình cần phải chọn cái vật mà để mà đựng thức ăn tốt. Còn nếu như mà mình chọn sai, mình chọn cái vật dụng mà có chất độc thì mình đổ thức ăn vào thì chắc chắn là cái thức ăn đó nó sẽ bị hư hoại, nó bị nhiễm độc luôn, đâu có giúp được. Cho nên chính vì vậy mà cái việc mà chọn người đệ tử cũng giống như là mình chọn cái vật để mà đựng thức ăn. Nếu mà mình chọn cái vật đựng đúng hoặc tốt thì thức ăn nó sẽ ngon hơn. Giống như mình đi trong nhà hàng mà rất là đẹp ấy, và nhà hàng rất là xịn, thì chúng ta thấy rằng là
họ sẽ chọn những cái vật, Ta cái dĩa tô rất là đẹp. Họ để ta một ta cái dĩa thiệt là ta to bự như thế này, mà ở trong nó chút xíu, đoàn ở chút xíu thôi, ở trong nó chút xíu thôi. Thì chúng ta thấy là thỉnh thoảng thì ta thấy rằng là cái cách mà họ trang trí nó rất là đẹp, như là cái dĩa bự, cái dĩa bự chút xíu, họ để mấy cái cọng cái gì, mấy cái viên đá nhỏ 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 rồi chồng lên, xong rồi để một chút xíu thức ăn lên trên cái viên đá đó thôi. Nên mấy cái người mà chưa bao giờ thưởng thức, chưa bao giờ ăn thì họ cứ tưởng đâu rồi là đó là cái đá đó có ăn được hay không. Cho nên thỉnh thoảng khi mà tôi đi đi ăn mà dính vào, rơi vào những cái trường hợp như vậy, gặp những cái trường hợp như vậy, thì tôi sẽ hỏi rằng là nên ăn cái nào, ăn cái thức ăn để trên viên đá hay là ăn cái viên đá đó. Vậy tôi không biết, hãy giới thiệu cho tôi đi. Cho nên rằng là chúng ta thấy rằng là cái chúng ta thấy rằng là hãy kiểm chứng cái vật mà có thể chứa đựng được pháp hay không, là cái người đệ tử đó, đó. Cũng giống như là mình chọn cái dĩa mà mình đựng thức ăn vậy. Cho nên rằng là xem cái người đệ tử đó có phải là pháp khí hay không, cái nơi mà chứa đựng pháp, cái nơi mà giữ gìn pháp vậy được hay không, nó cần phải chọn như vậy. Bởi vì sao? Chứ không không chỉ mình nhìn là ôi giáo pháp là quan trọng, giáo pháp là tôn quý, giáo pháp là thế này thế kia, nhưng mà không chọn cái người mà để mình truyền thì là cái điều đó chỉ trên miệng. Chúng ta thấy rằng là mật thừa thì nó rất là, thì lời Phật dạy rất là tôn quý, quý báu, và Phật nói rằng là gọi là tánh không, trí tuệ tánh không, giáo lý tánh không, rồi rất là tôn quý quý báu. Nhưng mà đâu phải ai Đức Phật cũng cũng nói về cái tầm quan trọng của tánh không, mà Đức Phật phải nương theo căn cơ trình độ của mỗi chúng sanh để mà Đức Phật dạy. Cho nên đâu phải chỉ cái việc là vì giáo pháp của Đức Phật tôn quý cho nên là gặp ai cũng truyền, đâu phải như vậy đâu. Nên là giáo lý của Đức Phật, chúng ta đều là những người cùng là đệ tử của Phật, thấy những lời Phật dạy rất là cao quý, và đâu phải những cái lời Phật dạy đó nó đều hợp với tất cả mọi chúng sanh đâu. Ở trong cái đồ chúng của Đức Phật còn có một còn có nhiều căn cơ trình độ khác nhau, có những người thì họ sẽ hợp với nó sẽ hợp với gọi là không nghĩa không có nghĩa rằng là tất cả đồ chúng của đại thừa họ sẽ hợp với đại thừa hết, mà thỉnh thoảng họ cũng sẽ hợp với nguyên thủy tiểu thừa một chút. Cho nên là chúng ta không thể nào ép buộc họ rằng là họ nên học cái này, họ nên học cái kia, họ nên làm kia. Cho nên rằng là cái người đệ tử cũng cần phải coi rằng mình có phải là cái người hợp với cái giáo lý đó hay không, có phải là một cái pháp khí để mà cho cái giáo lý đó, cái giáo pháp đó chứa đựng hay không. Cho nên là cái việc mà mình kiểm chứng là rất là quan trọng, chứ đừng cứ nghĩ rằng là giáo lý của Đức Phật rất là quan trọng, rất là quý báu, rất là tôn quý, cho nên cần phải gọi là thọ nhận phải như vậy. Nếu như mà không nói rằng là nếu như mà không nói mình không nói rằng là những cái lời dạy của Đức Phật nó sẽ hợp với tùy căn cơ trình độ của mỗi chúng sanh. Mà theo cái sự luận giải của ngài trong cái kinh sách, thì ngài nói rằng trước tiên là phải kiểm tra kiểm chứng cái trình độ, và gọi là kiểm chứng cái sự hiểu biết của mới là của người thầy hay người trò này. Lame
trong cái bản dịch giữa tiếng Tạng và tiếng Phạn đó, thấy rằng là nó có cái sự khác biệt. Đối với tiếng Tạng thì cho nên rằng là chúng ta thấy rằng là cái đối với một người đệ tử có trí sẽ không nhận cái người thiếu tâm từ bi như nhiều bị những cái lỗi lầm như vậy, là nhiều người mà nhiều lòng sân giận, nhiều người cái có cái tâm ác này, có tính kiêu ngạo mà không có biết kiềm chế mình hoặc là thích quan, thì sẽ không nương tựa những vị đó mà làm đạo sư. Cho nên nó có một cái sự khác biệt giữa tiếng Tạng và tiếng Phạn. Nên là nếu như mà một người một có trí sẽ không, người có bảy cái khuyết điểm mà làm người có bảy khuyết điểm này, thầy đâu bảy cái khuyết điểm đó, và thấy rằng là nếu mà người thầy có thì cũng không nương tựa người thầy đó làm đạo sư, mà người đệ tử có nó người thầy cũng không nên nhận cái người đệ tử đó. Mà trong những cái lỗi của người thầy và người trò đó, nếu mà bị phạm những cái điều kiện như vậy á thì không nên nhận. Trong tiếng đối với tiếng 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 bạn thì người không có lòng từ bi, người không có lòng từ bi, mà có từ bi, người không có lòng từ bi đó chính là không biết yêu thương người. Hoặc là thấy cái sự khổ mà không khởi cái lòng thương xót thì đó gọi là những người mà không có lòng từ bi. Thứ hai đó là người có cái tâm sân giận, có nghĩa là cái tâm rất là tàn ác mà không có một cái sự kiên nhẫn nào, không có cái sự kiên nhẫn, là sân giận lên không như thế nào là kiên nhẫn, không có cái sự nhẫn nhục ở trong đó. Nếu như mà rất là bốc đồng, tính khí rất là bốc đồng, khi mà thấy người khác sai hoặc là khó đối với mình thì mình sẽ làm tự nhiên khởi lên cái tâm sân giận, bốc đồng lên để tính tàn ác. Thứ ba đó là cái thứ thứ ba đó là người không có cái tình yêu thương. Thứ tiếp theo đó là thứ tư đó là không có cái tâm hạ, cái tâm mà cái tâm khiêm hạ, lúc nào cũng ngạo mạn, hơi khinh khi ngạo mạn hơn. Tiếp theo thứ năm đó chính là cái tâm tham lam, cái tâm tham lam mong cầu mình có những cái điều người có. Đó là cái tâm mà không không biết đủ.
chepa ti su liya, su suyu ki su su liya ta kashwari ta pahyue de chen xie meyaba chen xie ane kanchumun ju, chepa kanchumun ju xe tengi ti su la Không chepa ti biết su thiết tengi kế, ta là tene không biết chepa xe tegi kashwari biết ta cũ chepa biết xe tạp tegi quý tiếp theo đó chính tene rin ni liya, nga ma chen ta nga shibu jin yin xe, su 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 tuyara ta ane mei xen ta liya không meyara biết ba yuwaan di gawar ba mei xen ta liya chik kadu yin gọi là liya meyara ba ane su su liya be tuyara ta liya con người nga mà me chok tu tự yuwaan yin, nga tự chok tu yuwaan cao yin mà chok yin lại liya rung ba yang na ta tăng nga bốc mà jik khinh hạ người khác. mi sangpo chi yin xaar ta kada di jik be go tham xe ni su su liya tuyara ta mei xen ta liya meyara ba bab diya chi yor ba oda di jir bishim cha di jir jili ya ane kwa ling besu ta di na lo le ya gandri bema chi yin xaar yor ba gandri bema chi yin di pa chi dem zho gandri yin Ở xaar ta dum chung trong gandri ma re cái quyển besu đềm chốc là yuk nói về gandri bema Heruka, chi yin nhà gandri thắng lạc bema kim chi yin cang, gandri thì bema chi yin xaar di na lo le trong ya cái quyển tên là ta ta Bema, nhìn chi là mẹ chi chok la ma Bema chi, kinh chi cha la ma trong re này ta cũng nói gandri rằng là lo le đưa lo ra le bảy gandri cái bema điều chi lo kiện chi chi ma như chi chi vậy chi là mẹ chi le ya ai di ki không chen có di nên nương kinh chi tựa chen di và kap le ya ane dẫn dắt yu ki lẫn, chen di lung tha nên là yu ki ở chen trong di đó lung thì tha cũng đưa ra bảy cái điều ane kiện chi và mẹ ra ở xin dưới mẹ chi họ lo đưa xin mẹ ra chok la cái dung dẫn ye lo ma chứng ta từ trong mật kinh chi điển xin mà ta nghe be chi chak pa long jue min bar du xin du chang ki ma dam ba yuen den jian la gyuen de we chob mi dir jab ri gyu ru se je ta di gi yu gi chi ji ma long tha se ne thang gi gang la ya su sha gi nin ji mi nên chi là chok la dung sha de yu rang gi chi de ma ge xian na đưa ra ni cái xin đưa ra ta bảy chang pu cái điều lo sang kiện chang đó sang và giải thích rõ ane ràng, tôi thấy di đây gi là một sang ne cái ma ba dẫn gandri chứng bema rất chi là sung hay. ji gong ba ta che bi na nin ji me ba sa de khan ri ji la kwa Nên ling đối với be một ba người mà nin ji không me ba có sa cái de lòng ta từ di bi na lo le nin ji thì me ra tôi xin de phải ri hiểu ba như là khờ kinh nghĩa là xin de ri ba họ che ta de kwa ga de leng go lo sa ne xin le một zhen ge tham je la ane nin ji me ba sa min du wa xin le zhen ge người tham la nin ji me ba sa du ma không có lòng từ bi, nghĩa tin là na ya người mà ta di kap le ya nin ji me ba sa de hại ta chúng ta sanh, không có làm lợi ích cho chúng ta sanh. ku ta nin ji Tôi me hiểu ba như thế sa nào, de yang nên kwa những người mà làm nông, ane họ đưa ra nin ji những me ba người che làm nông, mi thì lu nó như vậy đâu phải mi những lu người me làm ta nông. ru ji xian go ro ma ta nin ji me ba Thế ta là ji zan lang lang san chi ze wa me ba ru chi ma ta chi ga thì họ nin ji đều me không ba có lòng từ bi kwa đâu, mà đâu nói thể nào nói như vậy se được. bo ru ji lun Cho du nên là chúng ta cần ta phải kwan di le ya nin ji me ba sa de hiểu yang kwa làm ta dung ye lo sa sao đúng ở trong cái trường yang hợp yu này, đó là su su ge cho một ya người ma mà lo le ya không có tâm từ bi á, so chang bu xin cha mo sun ji so ma thì chúng ta có thể xin nhìn mo nhận sun rằng ji là so những ma người ane đối bu với những xin cái con vật so la nhỏ xíu chút bu xin xíu, cha mo sun ji những cái so mạng la sống xin mi của ji nó rất so là la nhỏ bu xin cha mo sun ji so la bu xin dang ya cha do ba mà cũng giết nó, bu tin de ye thì bi nó ya thể hiện cái bu tướng là xin không có lòng từ bi, da ko cha sum như ji những yo cái con muỗi chút xíu mà nó hay kêu o o, ta nó hay ta chích ta ta mình ta cứ đập se vào cha nó sum liền, ji ji ba se mình cha gọi sum là có thể giết được se thì cha cứ sum giết cái con se muỗi đó thôi, tay o ra da di so ji ji kan da luôn luôn se như mi vậy ji thì ji nó cha mo không sun được. ji Cho nên là ane so ti so li ya tùy mi mi ji theo ta một cái ji ji một song cái ni ge che le ya ma con su ji trùng se nhỏ le ya xíu cũng ane không ti biết so li bảo ya vệ ta mạng mi sống se của che be se nó không cha có sum một do chút ji ya một o cái da chút ti giá so trị li ya nào mà mình ma cũng ta ti so li ya mi giết mi nó, ta ji thì su ji đó la là cái ju tướng ba ni thể se hiện của sum một ji người ji không có cha mo lòng từ sun bi. yong ji cha ta mi ru ji in ta mi le cha me ta ka la kan sa ru ji mi se ding ya ta ti su kong bur ji ba ta yi ne ti ma yi ma nam yu mi ji shi ra ji Chứ còn nếu như mà mình nhìn ở một cái phương diện khác, mi zi ka so sha nyum chung nyu me ta bum bum bu người zin la nhìn so tôi ti thấy su người li ta là so la ya ane rin thang chim bo te ti su li ya sa chim hoặc là bo những te người mà coi ane trọng cái mạng so sống của la những ba cái ya rin con thang vật lớn, tang ge hoặc là tang yin de một tang ge yin de ba nhiều ya cái yin de ba ya con vật te ri lớn, ta ka ta họ yin de thua nhìn che ti su la nếu rin như thang mà ma te thấy rằng chim là bo se te họ o ri ji la kwa nhìn che nhận vào những cái to tát như vậy to thì sa de ta ge tang ge đánh chim giá bo của nó se phải thua đánh che giá vào những mi cái hành zu động ju ba thật là nhỏ, mi mà nó zu làm cái ju ba mi tâm xin ta le ya xin ju ma ya la so ma ta le xin ju ta ko ra mi xin ta le be ngun man zi na ne xin ju ma ya la so tin de xin ge ti so cho wa sa de ti ta du bu sa de sem ju bu am sem za wa me ba be sang ma sa ba ni và ba hoặc là mi xin ta le be cái tâm mà ta ri tàn ni nhẫn, ge na tiếp theo đó ta là ri ni ge ba de di che de ya ru ju yong de tâm ge wa ba mà
tà ác. Mình thấy được cái sân giận lên, mình thấy cái gì mà không thích là tà ác, thể hiện cái tâm tà ác đó. Tiếp theo đó là tiếp theo đó là cái tâm kiêu ngạo. Mình cứ nghĩ rằng là mình luôn thấy được mình là cái người tốt đẹp, là cấp cao ngã mạn, hoặc là trong một cái gia đình mình thấy rằng là gia đình chúng ta thấy mình có tiền hơn mình đẹp hơn người khác, tóc của mình vẫn đẹp dài hơn người khác, thì mình khởi cái tâm mình hơn người ta chút xíu thôi, mình khởi cái tâm kiêu mạn, như vậy thì không được. Chờ, tiếp theo đó là tham lam. Tham lam giống như cái ý hồi nãy tôi nghe là mình muốn những cái đồ vật người khác mình không có, mình ham muốn những cái đồ vật của người khác có, mình thấy là mình mong cầu, cởi cái tâm mong cầu. Cái tiếp theo đó chính là mình không có cái tâm kiềm chế, không biết kiên nhẫn, kiên định, không có cái tâm kiềm chế, nên là cái tâm lúc nào nó cũng không có ở cái mức quân bình, nó luôn lộn xộn, nó người luôn bốc đồng. Cái tính bất hợp bất đồng mà không có ổn định. Tiếp theo đó chính là tự đề cao bản thân và luôn luôn khinh khi người khác. Ngài Đạt Ma Kiệt Tinh có giải thích của đối với ngoài chị sư trong quay kiểm xem thì ngài nói theo hai cách. Cái thứ nhất là một cái hướng là nói về những cái phẩm chất tốt đẹp của một vị thần, ta thường nói tới những cái điều xấu. Nếu mà mình không có đạt được những cái yêu cầu như vậy thì không có nên nương tựa cái vị thầy đó. Ngài Chesongpa thì cũng giải thích những cái điều tương tự như vậy. Nói chung là để kiểm chứng một vị thầy thì ở đây ngài đã đưa ra những cái dẫn chứng từ các cái vị đạo sư khác nhau, các cái vị đã viết. Đây là cái cách mà kiểm chứng một vị đạo sư, ngài có ba bốn cái quan điểm và cái dẫn chứng khác nhau. Nên là trời, ở đây chúng ta thấy rằng là cách mà nương tựa một vị đạo sư đại thừa thì cái bước đầu tiên đó chính là coi cái người đó có tâm bi hay không. Cho nên rằng là cái lỗi đầu tiên đó là ép lên người đó, nếu mà không có lòng bi thì không nương. Rồi mới tới cái thứ hai, đó chính là sân. Cho nên là phải cần có cái tâm, nó có cái cần có cái tâm khiêm cung. Rồi mới tiếp theo đó chính là cái tham lam. Làm sao để cái ưu điểm đó chính là người thầy đó không có cái sự tham lam lại. Nhưng chúng ta thấy rằng là những cái điều không nên, mình thấy cái sai, cái điều kiện mà không tốt của một mà con người đó thì như cái thời đại giờ là cái thời đại ngũ trược ác thế, cái thời ngũ trược ác thế, mình để thấy được cái ưu điểm của con người và bỏ từ những cái xấu ác của người thì rất thấy được cái tốt của người không dễ.
Nên là giữa trong cái cõi đời này, giữa cái tốt và cái xấu thì chúng ta nếu mà đem cái nặng và nhẹ, nặng và nhẹ thì nếu như mà để mình kiểm chứng giữa cái thời này, những người mà có giữa cái tốt và cái xấu, mình thấy cái tốt nó nhiều hơn, nó nặng hơn một chút thì chúng ta cũng có thể. Đối với cơ vị ca tâm khủng những vị ca tâm khủng dạng như thế nào, dài lòng là cái định nghĩa của một người đạo sư thì phải xem rằng là một vị đạo sư đúng nghĩa thì cần phải coi rằng là cái đời này và đời sau, xem trọng cái đời sau, và giữa cái việc nói và lời nói và hành động thì xem cái hành động quan trọng hơn, và tất cả những cái hành động của ông vị đạo sư dường như đều vì cho cái đời tiếp sau mà thực hành, và luôn luôn tinh tấn cần mẫn ở trong cái việc rằng là thực hành giáo pháp. Thì chúng ta thấy rằng là đó là những cái lời dạy của ngài, của các vị ca tăng. Theo đó là những lời dạy của ngài Chế Tôn Ca Pa ở trong quyển và Ngọc Trim Chim Mô, thì ngài dạy rằng là đối với một người thầy đúng nghĩa, một người ta định nghĩa của một người thầy đúng nghĩa thì cần phải có được đắc được nhận được tất cả các quán đại. Cái thứ hai đó chính là gọi là quyên thông cả cái việc truyền các cái lễ quán bảnh lớn. Và thứ ba đó chính là cái thứ ba con nghe không kịp. Ở cái thứ ba đó chính là phải có cái sự thực hành ở trong các cái pháp quán đảnh truyền. Cho nên là nhất định đối với một cái phẩm chất của một vị thầy hoặc là một cái chúng ta cần phải ghi xuống là một một bên là những cái phẩm chất tốt đẹp, cái thứ một bên là cái phẩm chất không tốt đẹp, những cái tốt và những cái xấu, ngồi mình kiểm mình viết ra từng cái kiểm chứng, hoặc là mình đánh một cái dấu cái nào. Nếu như mà mình kiểm chứng với một người thầy, với một những cái việc như vậy mà ngồi viết ra là thì sẽ không tìm ra được một người thầy đúng nghĩa, một người thầy nào không có cái sự lỗi lầm ở trong đó đâu. Một tìm được một người thầy mà không có bất kỳ một cái lỗi nào thì tìm không ra, không có. Tất cả các vị thầy đều bị phạm một cái lỗi, trong lỗi chẳng hạn như ngài Mặc Bạch, người có những người vị thầy cực kỳ nóng tính luôn, nhưng ngài Mặc Bạch thì ngài rất là tinh nghịch, là uống rượu nè, rồi hay cá độ cá cược, rồi cho nên là cha của ngài mới nói rằng là cái đứa con của tôi là phải cho nó đi học cái chỗ nào mà nó làm cho cái tính của mình trở nên đầm thắm lại, chứ không cho một ngày nào đó chắc phải giết người, họ giết người khác thôi. Cho nên là chắc lẽ là không có một cái tương lai tốt đẹp đâu, cho nên là
người cha mới gửi con đi tới một cái nơi khác là cố gắng uốn nắn dạy người con trở thành một con người tốt. Sau này khi mà ngài Mạc Ma Lơn Sơ Hòa là ngài trở thành một dịch giả nổi tiếng á, thì cái tính mà nóng 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 giận của ngài, cái sự nóng tính của ngài cũng không có thay đổi lắm đâu. Cho nên là khi mà chúng ta thấy rằng là ngài Milarepa đã thử ngài Mạc Ma cỡ nào nhưng mà vẫn không có sự thay đổi về cái việc rằng là nóng tính. Cho nên là người nói rằng là khi mà thử ngài Mạc Ma như vậy, ngài Mạc Ma như vậy nhưng mà ngài Mạc Ma cũng bị điên luôn, gọi là hành hạ ngài Mạc Ma. Phải thử một người đệ tử như vậy, ngài có thể trở thành bị điên nhưng mà vẫn không nào mà thay đổi cái sự mà kiềm chế được một cái sự nóng tính đó. Cho nên là chúng ta thấy là một mặt đối với một người bình thường, nhưng mà nghĩ mình thấy là đối với người đệ tử hay là một người đạo tư thì mình chúng ta đi tìm một người thôi, chúng ta đi tìm một người có đầy đủ phẩm hạnh đúng y chang như ở trong kinh luận nói thì rất là khó, rất là khó. Một mặt thì chính vì người thầy có một chút lỗi lầm mà mình có thể thấy được một chút lỗi lầm của một người thầy, thì mình thấy được rằng là người thầy đó đồng hành với mình, cùng nhau đi, cùng nhau ăn, hoặc là mình thấy được cái một chút sai lầm của một người thầy, thì biết đâu đó là một cái điều. Nếu có một số người thì họ đã từng thấy rồi, nói tới Kamaba thì họ nghĩ rằng Kamaba là quý giá, là cực kỳ tôn quý. Có một số vùng ấy họ xem Kamaba là cái sự gì đó cực kỳ cao quý, cho nên họ không nghĩ rằng là Kamaba là một con người luôn. Nên có một số người họ hỏi rằng là Kamaba không biết Kamaba có đi vệ sinh hay không nữa, có đi nhà vệ sinh hay không, có đi nhà vắng, có đi nhà nhỏ hay không, là cũng chắc có lẽ là không, không biết là có phải là một con người hay không. Có một số người nói là chắc có lẽ là ngài cũng chả đi vệ sinh đâu, cho nên là nên thỉnh thoảng thì chúng ta thấy là có những người ở suy nghĩ cực kỳ họ nghĩ cái người thầy của họ là quá cao siêu đi, nên là chúng ta thấy như vậy rất là khó. Nên là hãy cái người mà thiện tri thức của mình, nghĩa là cái người đồng hành của mình, thì cái người thiện tri thức có nghĩa là cái người mà đưa mình tới cái hướng mình tới cái con điều thiện, cái con đường thiện. Khi mình tìm được một cái người bạn mà để người có thể đồng hành hướng mình tới cái con đường thiện, thì cho nên là không bao giờ kết bạn tùm lum tà la được. Hãy coi những cái người nào có thực sự có thể giúp mình đi tới cái con đường thiện thì mới kết bạn. Hay là kiểm chứng là bạn bè cũng phải xem xét. Cho nên rằng là cái việc nương tựa một vị thầy mình cũng cần phải kiểm chứng như vậy. Rồi người thầy mà nhận một người đệ tử cũng phải kiểm chứng như vậy. Nên là một người thầy có thể hướng dẫn được cái con đường giải thoát cho mình thì mình nên nương tựa. Còn cái người thầy mà cái người đệ tử đó có thể gọi là hoàn truyền được chánh pháp, hoặc là có thể thực hành được giáo pháp, thì hãy nhận chứ đừng có vì cái sự nhiều nhiều danh tiếng hoặc là nhiều tài tài sản vật chất mà nhận bừa thì cũng không nên. Ở đây chúng ta thấy là có rất là nhiều cái điều kiện khác nhau. Chúng ta thấy là mình nói thì mình có rất là nhiều nhiều cái mà dường như không thể nào mà xuống đất được. Thế là cái việc mà điều ở đây là chúng ta còn phải em thực hành không được, khó quá mình thực hành không khó, mà đừng bao giờ nghĩ như vậy. Cho nên
tất cả mọi thứ cũng đều đều hiện, đều phải xem xét rằng là có thể là đừng có bay bay ở trên mà hãy hạ xuống xuống đất và nói chuyện và có thể thực hành tu tập và hãy áp dụng vào cái việc mình thực hành chứ đừng có trên văn tự cũng đừng trên lời nói. Rồi chúng ta hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Tôi có một vài lời muốn chia sẻ. Hôm nay Pháp hội mùa xuân nói về 50 bài kệ về đạo sư. Thì hôm nay là cái buổi nói chung là trước giai đoạn đầu thì sức khỏe của tôi không được tốt cho lắm, cái lịch trình nó hơi bị lộn xộn một chút xíu. Nhưng là sau khi mà bị Covid thì cái việc cái sức khỏe nó cũng nó hay bị cảm cảm đi cảm lại và cảm nặng hơn, cho nên chính vì vậy mà cái pháp hội đợt này chúng ta không có nhiều cái cơ cái buổi dạy nhiều hơn, cho nên là muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả quý vị cảm về việc này. Và pháp hội đợt này là đặc biệt là dành cho chư ni là Aya Techima Maria Techima thì pháp hội mùa xuân dành cho chư ni. Thì sau khi mà tôi qua Ấn Độ thì mới bắt đầu cái pháp hội mùa xuân dành cho chư ni như thế này. Và vì sao? Bởi vì rằng là trong chư tăng thì cũng có là pháp hội mùa đông của chư tăng là cơ kêu quyền chuyển, thì cũng muốn là cái có pháp hội cho chư ni đặc biệt chư ni cái mục đích là làm cho động viên cái tinh thần tăng dương cái từ nỗ lực của chư ni. Cho nên là các cái việc chư ni hãy giữ một cái tâm thật là dõng mãnh và được vừa thôi, nhưng mà đừng nghĩ rằng là nhìn mà gọi là các ngài chỉ quan tâm tới tăng và buồn buồn rầu và coi như là cảm thấy mình không có cái sự cân nặng nào, thì đừng bao giờ nghĩ như vậy mà hãy phát khởi và giữ một cái tâm thật là dõng. Đó là từ thân khẩu ý hãy cố gắng phải giữ vững vững chãi và tu tinh thần và thực hành giáo lý nhằm hoàn truyền giáo pháp, cho nên rằng là hãy tu tập mong rằng là cái việc tu tập của mình nó sẽ được có sự tiến bộ và đừng bao giờ thối chí mà dọc mạnh. Ở trong tương lai thì chúng ta thấy rằng là cái tầm quan trọng của chư ni nó càng ngày càng lớn, dù mình có đi đâu như thế nào thì khi mình thấy cái tầm quan trọng của ni giới nó càng ngày càng lớn và cái sự phát triển nó càng ngày càng rộng. Chúng ta thấy là hồi xưa thì chỉ có ni viện, nhưng mà bây giờ thì chỗ nào cũng có ni viện. Hồi xưa thì không có được đi học, không có được học, nhưng mà bây giờ thì ni cũng được học và được nghiên cứu kinh luật luận văn tứ tu rất là nhiều và có đầy đủ cái thuận duyên trong cái việc học tập và tu tập của mình. Chính vì vậy mà trong tương lai ni giới hoặc là chư ni nó có một cái điểm nhấn hoặc là cái sự khác người, cái cơ hội đặc biệt nào đó nó sẽ tới. Tôi chính vì vậy mà tôi cũng muốn động viên cái tinh thần của chư ni. Như mặt khác việc khác đó chính là hồi xưa thì có cái sự việc đó là xây dựng cái Phật học viện dành cho ni, cũng hy vọng là trong tương lai sẽ
thực hiện được, cũng hy vọng là nó sẽ nằm ở có thể gọi là xây dựng tại Nepal. À, bên cạnh đó thì chúng ta thấy là ở Bhutan có cũng có Phật học viện ở đây, và con của ngôi chùa, ngôi chùa này cũ rồi, ngôi chùa này cũ rồi, nghe là bị thiên tai, bị lũ lụt và bị động đất này kia, nó bị suy và nó bị hư hoại rất là nhiều, và trước đây ở đó đã chuyển đi chỗ khác. Và ở đó thì cũng có một số người mà các thí chủ đã gửi và giúp đỡ, thì cũng gửi lời cảm ơn cũng như là đã giúp đỡ cho chư ni. À, như vậy thôi. Và cuối cùng thì xin cuối cùng thì cúng dường Mạng Đà La tạo pháp, thì cũng không cần phải làm trương quá, hãy làm một cái nghi thức cúng dường với một cái nghi thức rất là ngắn gọn đi. Ye je men je san bon de be be chan jo lam la ba je min jo je de zum de je kon ba do se ber min de je ber min ne je nam ga nyen ben ro nam ro de je zo ye ko lo da re ba de zum ye ve de je ga ma ba ya ze gi ba je ba se zo de ke ba ga ve ba do je de Hāng yé sāṃ sāṃ sūṃ yé sāṃ yé tē sāṃ rūpa nīṃ pura chāpa yé bōṃ tāṃ lō pē tē nāṃ tā chīn tē yā kē chū tā pū kē kī rō chē lā mā kūṅ kāṃ sāṃ lā sō wā tē chōṃ tō kū sē rīṃ lā sō chī lē tā chīn kē lā sō wā tē lā mā tāṃ chā wā mē pura chīn kē lō yé kiom tē lō mē hū chō sā wā sūṃ kē pura kā chīn kōṃ pō chē rē Jisun raman guru vema ju suwan de so to tam sha she kon manam ya suwa rupra jin ge lo ni duyan ra nam sam jiru la pa da she nan ju ma ru pe ki mama ra ve mi jo da ya ne za lu ge de na jon ju pe se sa se se so lo ni ma ru su she ju mi nyong ka de re sa yu me dun ju shin ji pa da ge bar de la zi ve da ma zo ka jin jo de nu ze re da dan jun du shi Tene junkyo jemi dami men rawa dada ke gyula zu zu sum chorum boze ngange gene ne ze sum chore pin zui sha pe sum ta tene kya puyue tawe di ki pe Sange tenpa da ke yu ne jo zu sum kya wa se che tenpe do kon ten ke we za wa kan je mba da ja la sum na brak Sor dami be de vu ru gyuru je ba de la me sha pe tenpa da kanyam yon la di ki jo wa da da je ma lu zo za ri Nyur do zangye za la go para Show. Nāsō. Tā tēne dīrīṃ gōndā cīmbī tāngjē gōlī gōlī tā ngā yōma yōru shikā yōs mārē. Chúng ta kết thúc tại đây. Tối này có cái buổi Tā biện kinh thảo luận tranh luận qua đêm, nên là tôi nghĩ rằng là không có sự có mặt của tôi cũng không sao. Và tất cả những vị chư ni đang tham dự pháp hội mùa xuân đợt này xin gửi lời cảm ơn tới các vị, và
và hẹn gặp vào năm sau với các vị, nếu mà có thể sắp xếp được để mà gọi là tập trung tham dự pháp hội càng nhiều càng tốt, chứ đừng có giống như là một cái đống lửa mà càng ngày càng tắt, càng ngày càng tắt, càng ngày càng tắt, nên là hy vọng là năm sau sẽ đông đảo hơn. Năm nay thì cũng có một số tu vị không có tham dự đầy đủ về những lý do khác nhau, và hy vọng rằng là năm sau thì nếu mà không có cái việc gì cực kỳ quan trọng thì miễn nếu mà có thể tham dự tập trung với nhau thì cái điều càng tốt, về cho giáo lý của Phật luôn được hoàn truyền. Mà hãy cố gắng chứ đừng có vì chùa của tôi, tu viện của tôi, lập trang của tôi mà bỏ lỡ cái cơ hội mà làm sao để có cái cơ hội làm cho chánh pháp luôn được hiển dư. Nếu mà mình đặt cái vấn đề rằng là làm cho giáo pháp được hiển dư thì tất cả mọi thứ nó sẽ trở thành một những cái việc không quan trọng hết. Nên là những cái người mà lãnh đạo hoặc là những cái ngôi chùa mà dẫn đầu đó thì không thể nào mà thiếu đi cái sự trách nhiệm ở trong đó. Cho nên là năm nay đối với bản thân tôi thì cũng rất là cố gắng và cũng trong tương lai hy vọng là có thể đồng cùng quý vị. Ngài xin gửi lời cảm ơn tới Ngài Trúc Xê và tất cả các tu viện, đặc biệt là những vị mà họ đã chuẩn bị các cái chủ đề biện kinh với nhau và rất là vất vả. Xin gửi lời cảm ơn. Ngài chúng ta hồi hướng ạ. Thank you.